Hello, chào các anh em cô chú trên kênh YouTube của Trại Bò Phước Lộc nha. Hôm nay em ngày 30 tháng 8 nè. Em còn mớ bò em cũng được bán được mớ rồi. Sẵn tối nay em ghép xe đi ra ngoài Tây Ninh đó. Anh em cô chú có nhu cầu mua đó thì sẵn em ghép xe đi. Em bán lại cái giá hữu nghị cho anh em cô chú về chăn nuôi nha. Em còn mớ bò lai tốt tốt không à, anh em cô chú ơi. Đây là con bò số 6 đây. Bò cú đây. Thì sẵn chuyến xe anh em có nhu cầu liên hệ tới em đi. Em để giá hữu nghị sẵn gắp xe luôn cho. Thì con bò này hôm qua em báo là 33 năm. Nay em để lại còn 33 thôi. Đây là con bò số 6 đây. Bò này thứ tắc hôm qua em cũng có báo rồi nha. Nó mét tư mấy nha. Bò này cú này hình dữ lắm nha anh em cô chú. Đòn dài tốt nha. Đòn dài xương sắc dày dặn nha anh em cô chú. Nó săn lưng tốt nha, bản đùi khỏi có chơi chỗ phương diện nào nha anh em cô chú. Đùi về bờ đóng sâu nha, bản lớn nha. Đây tới hai con bò số 7 đây. Hai con bò này cũng đòn vẫn tốt luôn nha anh em cô chú. Xương này cũng là xương khủng nha. Hai con nha, hai con này xứng lắm nha. Đòn cũng đi đâu luôn nha. Đây. Hai con này xương đều luôn. Hai con này 62 triệu nha anh em. Bò này giá nới nha. Một cái là nó hơi đói, một cái nó còn bập bò nó hơi ốm nha. Chứ bò này về mình dỗ cỏ vài bữa cái nó bung ra cái bò. Coi được bò lắm nha. Đây là hai con số 7 đây. Chân móng cũng hoàn thiện luôn nha. Thì hai con này 62 triệu à. Hai con bò này giá nới nha, theo tầm mắt của em nhìn ra giá nới nha. Đây tới hai con bò số 5 đây. Hai con này thì tốt lắm nha, già bò nha. Cũng đòn dài luôn nha, hai con bò này thùng dạ mà đòn tốt nha. Dàn xương cũng vẫn tốt luôn nha. Thì hai con này hôm qua em báo 68, bữa nay em hạ lại đi sẵn gáp chuyến xe còn 67 đi. Hai con bò này đều lắm nha chú bác. Đây. Đòn hình ngoại hình thì đều nha. Xương cũng hai con dàn xương cũng tốt luôn. Bản đùi cũng tốt luôn nha, bản đùi bản nha. Lưng nắp thì tốt dữ lắm nha. Đây, dải cứng nửng luôn nè, dải có bóp luôn nè. Con bò này thì còn 67 triệu nha anh em chú bác. Có nhu cầu mua đi thì điện đến em đi, chẳng em gáp xe đi. Số điện thoại của em là 036 365 5568 ngang gặp em Phúc nha. Hang bò này đều bò lắm nha. Đoạn hình bản đồ cũng vẫn tốt nha. Hai con giá già cũng như nhau, ngang bự nha. Đây tới hai con số 1 đây. Hai con này bán đùi thì quá tốt luôn. Bò cú này ngoại hình như ý luôn nha anh em cô chú. Thì hai con bò này cũng giá cũng 67 triệu luôn nha anh em cô chú. Chung là mấy con bò này giá nó vừa tầm ngang chứ không mắc nha.
đoàn hình thì rất tốt nha. Con này cũng đi đôi luôn nha. Hai con này nó cũng già khẳng khẳng như nhau nha anh em cô chú. Xương xác cũng đều nhau luôn nha, chân móng hoàn thiện luôn nha. Hai con này đều bò lắm nha, em cáp vô nó đều 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 chạng gì đó. Nuôi nữa nó đồng bò nha anh em chú bác. Bộ này mét tư 7 phân là dư nha, không có thiếu nha. Dàn xạ nó dữ lắm nha anh em chú bác. Hai con này 67 triệu. Đây. À, anh sinh đôi nè. Ăn phải nói là ăn tốt luôn nha. Giống nhau gì đúc. Rồi anh em có chú bác có nhu cầu mua đi ủng hộ em nha, thì em tối đêm nay em gáp chuyến xe luôn anh em chú bác. Rồi trại bò Phúc Lộc cũng cảm ơn anh em chú bác cô dì nha, đã mua và ủng hộ trại bò Phúc Lộc nha, và đã xem kênh và ủng hộ kênh nha. Rồi em xin kết thúc video nha. Cảm ơn anh em chú bác gần xa nhiều nha.